Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Huệ Leo rất vui vì tiếp tục được đồng hành với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trong tập thứ 15 của bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài. Các bạn hãy nghe chuyện và để lại cảm nhận bên dưới nhé. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Dưới ánh đèn sáng choang, âm thanh của Phó Minh Dư lại trầm thấp, giống nói lời mê man bên tai cô. Anh muốn nhìn em, Chữ nhìn trong miệng đàn ông Vĩnh viễn sẽ không chỉ là dùng ánh mắt Khi ngón tay anh theo ánh mắt cùng di động một chỗ Lúc này hai tay tư nhàn đột nhiên bắt lấy bả vai của phó Minh Dư Mở mắt nhìn anh Thành âm lại nhỏ đến sắp bị tiếng mưa rơi lấn át Chủ nhà của em hôm nay có thể sẽ tới đấy Vậy sao? Phó Minh Dư nghe rõ trong nháy mắt đó Hai tay chống ở bên đầu cô Ít hầu nhấp nhô Nhắm mắt lại hít vào một hơi Lúc nào? Em không biết tư nhàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nóng đến mặt đỏ lên chắc là buổi chiều đi vậy em đợi anh một chút anh chậm rãi chống người lên cà vạt rời khỏi cơ thể của tư nhàn anh muốn làm gì ngược phó minh dư vào phòng anh mắt nặng nề nhìn tư nhàn cảm giác nhiệt độ trong phòng đều tăng lên mấy lần anh lên tầng lấy đồ ngày sau anh đứng dậy cà vạt lại đột nhiên bị kéo chặt anh cứ như vậy giằng co nửa tư thế xoay người một cái chân vẫn quỳ gối trên giường nhìn khuôn mặt người trước mắt đỏ lên, duỗi cánh tay dài, mở ngăn kéo ở đầu giường ra. Trời không biết đã trộm sáng lên từ khi nào, vốn là gian phòng đã tắt đèn, dần dần trở lên rõ hơn. Thế nhưng tư nhàn hoàn toàn không có cảm giác được biến hóa này. Trong đầu mơ mơ màng màng, không khí bốn phía ẩm ướt nặng nề lại mập mờ. Khiến cô có chút cảm giác khẩn trương, lại có chút thoải mái. Phỏ Minh Dư chậm rãi ung dung dừng lại, nhét đồ trong tay vào tay cô. Em giúp anh thầy của anh không dạy qua cho anh sao chuyện của mình thì tự mình làm chứ trời đã hoàn toàn sáng lên mà cũng không biết ngừng lại từ khi nào cả thế giới đều yên lặng chỉ có trong gian phòng đó tiếng vang không ngừng ngay từ đầu trong lòng tư nhàn suy diễn đến chuyện của chủ nhà đặc biệt sợ hãi đối phương đột nhiên đến thăm tâm lý đang khẩn trương lại có chút kích thích ngay cả âm thanh trong cổ họng cũng vô thức đè nén không dám phát ra càng về sau tư nhàn đã gần như sắp mất đi ý thức trong đầu chỉ có một dây cung lung lay đất, muốn gì cứ lấy, không biết thời gian nhanh chóng trôi qua. Cho đến khi chuông điện thoại di động trong phòng khách đột nhiên vang lên. Trong mơ hồ, cô tưởng rằng chuông cửa vang lên, thần kinh đột nhiên siết chặt, thân thể tùy theo nhau cùng nhau có phản ứng. Hai người đồng thời trầm luân trong một chút mê ly. Mi tâm Phó Minh Dư khẽ run, đè nén cảm xúc cúi đầu hôn cô, ôn nhu mà lưu luyến. Mồ hôi trên trán nhỏ lên hai mắt nhắm chặt của cô, dần dần dung hợp cùng nước mắt bên trong lông mi. Hô hấp của hai người cũng dần dần bình ổn xuống tới, nhưng không khí lại càng thêm nóng bỏng ướt át. Qua hồi lâu, tiếng chuông ở phòng khách còn đang vang, ý thức của tư nhàn được kéo về một chút xíu. Chủ thuê nhà của em tới thì phải. Khi cô mở miệng, giống như là nghẹn ngào, cũng giống như là cầu xin tha thứ. Anh mau tránh ra được không? Kê là trông điện thoại di động. Nhưng Phó Minh Dư vẫn lui ra ngoài, nghiêng người nằm xuống, kéo cô vào trong ngực, ven tóc bị mồ hôi ướt nhẹp của cô ra, dán trên gương mặt. Muốn đi tắm rửa sao? Anh nói chưa dứt lời, mới thức tỉnh, tư nhàn nhớ tới trước đó hai người cũng không tắm rửa. Có còn là người hay không đây? Những cái khác ngược lại là tốt, chỉ là tư nhàn nghĩ đến hôm nay, vốn do rất nhiều mồ hôi, lại trong công ty đợi một buổi tối, cảm giác toàn thân cũng rất bẩn. Cô bỗng nhiên đấm một cái vào lòng ngực anh. Sau này anh mà không tắm, em sẽ thiến anh đấy. Phó Minh Dữ rõ ràng bị câu nói này kích thích, ánh mắt sâu thẳm lại lật người nằm lên trên. Và em thử nhìn một chút xem. May mắn trong điện thoại di động lại bang lên, tư nhàn đẩy anh ra, tiện tay cầm lên một bộ áo ngủ bên giường. Là chủ nhà gọi điện thoại tới. Cô gái tôi bị ngập rồi. Câu nói đầu tiên nhận là câu ấy, tư nhàn có chút mơ màng. Ngài bị ngập rồi sao? Đúng thế, trong nhà của tôi bị ngập, tạm thời không đi được đâu. Ngày mai lại đến thay máy giặt cho cô có được không đây? Vậy tôi nghẹn lâu như vậy là vì cái gì đây chứ, cô nghĩ? Vâng vâng, không có việc gì." Tư Nhàn cười khổ, "Không cần vội." Cúp điện thoại, Tư Nhàn nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân. Phó Minh Dư đã mặc quần áo xong đi ra. Anh vẫn như vậy, luôn có thể trong thời gian rất ngắn trở thành hình người dáng người. Mặc xong quần áo, khi chất thần thái với lúc trên giường như hai người, Tư Nhàn nhìn cũng không muốn nhìn anh. Vừa nghĩ tới từng hành động cử chỉ thân mật lúc nãy, cô liền tê cả da đầu. Sau khi chạy vào phòng vệ sinh, tôi nhàn đóng cửa lại, hai tay trống trên bồn rửa mặt nặng nề thở. Toàn thân không còn sức lực. Một giây sau giống như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cô đứng đây rất lâu, toàn thân vẫn nóng lên như cũ. Trong thân thể vẫn còn cái cỗ cảm giác kia, giống như anh vẫn kể sát cô vậy. Nhưng mà thấy vết trên dương quai xanh và cổ mình trong gương, thề thảm không nỡ nhìn. Những ý nghĩ kiều diễm biến hết khỏi đầu cô. Phó Minh Dư, anh muốn chết sao? Bỏ Minh Dư mở cửa phòng vệ sinh ra Đi tới nhìn cô một cái Không biết là vì cái gì Ngay cả mình cũng rất mệt mỏi Cô còn sinh khí rồi rào như vậy Từ nhàn kéo cổ áo giận đùng đùng Đây là cái gì? Dấu hôn Cô cũng không phải là ngốc Đương nhiên biết đây là dấu hôn Từ nhàn hít mạnh một hơi Không muốn để ý đến anh Rõ ràng bước đo đi về bãi độ xe Đã nói với anh xế chiều ngày mai có buổi phỏng vấn Anh không biết là quên hết rồi hay sao Loại trường hợp chính thức này phải mặc đồng phục, cổ áo không thể che khuất. Cái này khiến cô làm sao gặp người đây? Phó Minh Dư từ phía sau lưng ôm lấy cô, cọ sát gương mặt của cô. Làm sao vậy? Anh không biết quản cái miệng của mình sao? Phó Minh Dư buông cô ra, xoay người cởi nút thắt, kéo quần áo xuống một chút, quay đầu nhìn cô trong gương. Em cũng không đơn giản. Trong gương, trên lưng Phó Minh Dư có không ít vết cào, thình lình ở trước mắt. Lần sau có cần trói tay của em lại hay không? Tư Nhàn lên tường đến cái hình ảnh kia, khó nhìn xấu hổ, muốn đưa tay đẩy anh ra ngoài. "Không có lần sau Anh ra ngoài, em muốn tắm rửa." Nhưng cô dường như không có sức lực gì, người đàn ông trước mặt không nhúc nhích, ngược lại ôm cô vào trong ngực. "Đừng nhúc nhích, lại ôm một chút đi." Mặc kệ anh trên giường mạnh thế nào, bây giờ lại là dịu dàng. Tư Nhàn chậm rãi an phận xuống, ngực của anh giống như luôn luôn có một cỗ ma lực để cho người ta an tâm. "Anh không thấy buồn ngủ hay sao?" Một chút nữa anh lên tầng tắm rửa Buổi chiều phải đến công ty Anh dừng một chút Cơ quản lý hàng không dân dụng hẹn nói chuyện Buổi chiều mới anh uống trà Phải mà anh vẫn rất nhân cơ hội mà châm đấy Châm Sau khi phó Minh Dư đi Tư nhàn tắm rửa một cái nhưng không ngủ Cô biết mình ngủ một giấc này khẳng định chính là ban đêm Đến lúc đó tranh lệch rất khó điều khiển Nhưng mà làm liên tục cũng rất khó Cô nên tìm một chút việc làm Tốt nhất là đi dưa cửa dục dịch Mới sẽ không ngủ được Tư Tiểu Trân hôm nay phải làm việc, đi không được. Mà Biện Toàn hôm qua lo lắng một đêm. Biết được Nguyễn Tư Nhàn bình an xong vẫn là khó mà bình tĩnh. Quán bà cũng không mở, nhưng quen thuộc điên đảo rồi làm việc và nghỉ ngơi. Trong đêm không ngủ, lúc này đang ngủ bù. Mà trong điện thoại di động không nhận các loại tin nhắn. Cũng có liên quan đến chuyện ngày hôm qua, cô thực sự không có tinh lực trả lời từng cái, liền tắt chuông. Tờ nhà ở trên ghế salon ngồi một hồi, không biết nên tìm ai đây, nếu không phải là bị giày vò quá mệt mỏi cô đã định đi phòng tập thể thao chạy bộ nhưng mấy phút sau có người chủ động tìm tới cô chị dậy rồi sao là trịnh ấu an gửi cô họ trịnh tôi họ nguyễn nguyễn tư nhàn trả lời ai là chị của cô đây à ấy đừng hiểu nhầm em không phải người giả bị đụng tôi dưng mà thôi nguyễn tư nhàn nằm xuống chống cúi đầu chậm rãi ung dung đánh chữ có chuyện gì em có vinh hạnh cùng chị ăn bữa cơm không nếu như không phải thực sự quá buồn ngủ Lại tìm không thấy người cùng nhau ăn cơm Tư nhàn là thật không muốn cùng chị Ngấu An Đến cái nhà hàng có cái khẩu vị ngọt chết này Hơn nữa bản thân cô luôn của trách Khuân mặt tiểu tụy Người đối diện trang dung tinh xảo Thần thái sáng láng So sánh rất rõ ràng So sánh rõ ràng coi như xong Cô ta còn muốn cầm điện thoại chụp ảnh chung Khi cô ta đột nhiên lại gần Cánh tay chống lên điện thoại bây giờ của tư nhàn Còn chưa kịp từ chối Nhìn thấy ống kính trong nháy mắt lập tức phản xạ có điều kiện tiểu nụ cười lộ ra tám chiếc răng răng rắc một tiếng âu an thỏa mãn ngồi trở lại ngón tay ở trên màn ảnh trọt trọt bấm bấm cho tôi xem một chút đi chỉnh âu an đưa di động đưa cho cô mặc dù tiểu tụy nhưng vẫn đẹp sau khi tư nhà đưa di động trả lại cho cô ta hỏi tại sao đột nhiên chụp ảnh thế đang web chat khoe khoang một chút nhá âu an nói đến lẽ khí thẳng thừng nhưng cái giọng nói này cái dùng từ này vừa đúng lấy lòng của nguyễn tư nhàn Tư Nhàn uống một ngụm nước trái cây, ra vẻ bình tĩnh. "Khiêm tốn một chút, cái này có gì tốt mà khoe chứ?" Âu An vừa chỉnh hình vừa nói. "Người khác bạn bè chỉ chia sẻ một cái link mà em có thể trực tiếp đăng ảnh chụp chung, chụp ảnh chung đại biểu cho em và chị quen biết, còn có thể ăn cơm trưa với chị, cái này không đáng khoe khoang sao?" Tư Nhàn che miệng ho một chút. "Hôm nay tôi chỉ là tìm không thấy bạn ăn cơm mà thôi." "Không sao, không sao, dù sao người khác lại không biết điều đấy." Thật đúng là hư vinh đến rất thẳng thắn đấy. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy có một web hot đăng ảnh của chị. Cô đưa di động cho Nguyễn Tư Nhà nhìn thoáng qua. Vì cọ độ hot, sáng sớm đã đi phòng thử nghiệm, mặc vào một thân đồng phục ngồi trên cabin chụp ảnh, thật vất vả. Một lần vẫn đang liên tiếp hai bộ đồ, biết cô ta đăng ký khoang máy bay thử nghiệm, không biết còn tưởng rằng lên mặt trăng nữa nha. Tôi nhà nhìn thoáng qua, làm biểu tượng cắt. Kẻ thù của cô sao? Âu An không nói chuyện rời đi đề tài. Cô lên Weibo trả lời fan một chút đi, có biết ID tôi sao? Cô mở trang chủ Weibo của mình ra cho tư nhàn xem. Chính là cái này này, tôi cũng follow cô thật lâu rồi, nhưng cô không follow lại. tờ nhàn cảm giác mình cả ngày hôm nay rất bị động. Cô mỗi lần gặp chị Ngấu An đều rất bị động thì phải. Sau khi lấy điện thoại di động ra tìm Weibo của chị Ngấu An, Tư nhàn bấm follow. Mới nhất trên Weibo rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Tư nhàn nhìn cô mới nhất phát một tấm ảnh chụp chung, sững sốt. Đây là... Đây là một tấm ảnh chụp chung. Chị Ngấu An kéo cha của cô ấy, còn đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên khác. Dung mạo người đàn ông trong trí nhớ sớm đã phai màu, nhưng mà cái chán ông có nốt ruồi rất to, quá thâm nhập lòng người, nhìn tự như Phật tổ, trong nghe mắt khơi gợi lên hồi ức của tư nhàn. Chị Ngấu An ngẩng đầu nhìn điện thoại di động của cô một chút hững hờ. Cha tôi... Tôi biết, tôi hỏi người đàn ông bên cạnh kia, à chú quốc thật sự lợi hại đấy nha cô không biết sao ồ vậy sao tư nhàn tắt màn hình điện thoại di động không nói gì thêm sau khi trịnh ấu an đăng ảnh hài lòng ăn đồ ngọt đúng rồi thật ra hôm nay đến đây chủ yếu vẫn còn một chuyện khác cô nói đi tư nhàn trưởng mắt lên không phải gần đến tết sao mẹ nói mời cô đến tết cùng ăn một bữa cơm nhưng mà nghe nói tối hôm qua cô từ chối tôi nghĩ chắc cô để ý đây là chủ kiến của một mình mẹ có phải hay không Cô thẻ lễ một cái tiếp tục Cha tôi cũng rất nhiệt tình Nhiều năm như vậy chưa thấy qua cô Trước đó chú Yến gặp mặt Ông ấy cũng có ý như vậy Đến Tết tôi không rảnh Đây là lời nói thật Vẫn còn gần nửa tháng mới đến Tết Nhưng mà nhiệm vụ phi hành đã có rồi Mùa xuân là giờ cao điểm Cơ bản không có chuyện phi công và nhân viên phục vụ có thể nghỉ ngơi Hết năm thì sao chứ Đầu tháng 3 đến mùng 7 cũng không rảnh sao Có sắp xếp hết rồi Âu An nghe ra ý từ chối trong giọng của cô Cũng không nhiều lời Tìm cho mình cái bậc thang xuống Vậy nói sao vậy Cô chắc cũng muốn đến nhà họ phó đón Tết Nhưng mà nói đến nhà họ phó Chị Âu An còn nói thêm Cái kia các người thật không có bởi vì Sự việc kia mà cãi nhau đấy chứ Không có cãi nhau Chính là phế đi một cái tay mà thôi Tư nhàn tức giận Không có không có Thật không có cãi nhau Chúng tôi ái ân cực kỳ Cô giúp cuộc đang sợ cái gì sao Vậy là tốt rồi Trịnh Ngấu An vỗ ngực Thật ra tôi không phải sợ anh ta Chủ yếu là gần đây nhà tôi không tốt lắm Tôi sợ anh ta công báo tư thù khó khăn với cha tôi Nhà cô làm sao vậy? Chị Ngấu An dừng một chút lại hững hờ Không có gì Chính là công ty kinh doanh trong nhà gặp phải chút vấn đề rồi Ăn cơm chưa xong Hai người đi ra khỏi phòng ăn Lái xe của chị Ngấu An đã lái xe đến Xe ngừng đến cổng Mà tư nhàn thì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đón xe Phó Minh Dư không kêu người đón cô sao? Âu An rất bất ngờ Trời lạnh như vậy để tự cô đón xe ư Tờ nhàn liếc quấy một cái Không còn lời gì để nói Tôi chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi Nói xong cô lại bổ sung Hơn nữa tôi cũng không nói với anh ấy Bạn biểu chết rồi, lời phiền phước đến anh ấy chứ Âu An nhìn xe phía trước Lắc đầu thở dài Cho nên tôi tìm bạn trai liền tuyệt đối không tìm nghề nghiệp như vậy Suốt ngày bận rộn như vậy thì có ý nghĩa gì chứ Tờ nhàn không muốn để ý đến cô Trịnh Âu An lại phối hợp Người bạn trai trước của tôi vẫn là sinh viên đại học Mặc dù là tôi đã hắn đi Nhưng mà lúc đi cùng với hắn Tôi không tự mình thắt dây giày Không tự mình vặn qua nắp chai Ngay cả túi cũng không tự mình xách Sao? Đánh cô tàn phế rồi sao? Mưa mặc dù đã ngừng Nhưng thời tiết vẫn âm trầm như cũ Xe lẫn là khí ẩm của gió lạnh thổi tới lạnh thấu xương Thời tiết như vậy coi như buồn ngủ đến mức Mí mắt có đánh nhau cũng không muốn mở ra Lúc phó mình giờ gọi điện cho Nguyễn Tư Nhàn nghe giọng cô trong trẻo không giống như dáng vẻ đã ngủ buổi chiều em không ngủ sao không có Giữa chưa ra ngoài ăn cơm đến buổi chiều về thì ngồi làm một bộ đề phó minh dương cười khẽ em vẫn rất giỏi đấy chiều tối xông ra từ quỷ môn quan suốt một đêm không ngủ buổi sáng ở trên giường lăn qua lăn lại buổi chiều còn có thể đọc sách làm đề bạn gái anh thực sự rất giỏi mà tối đặt đồ cho em không kịp ăn cơm với em ờ Nghe có vẻ như em rất thất vọng Rất muốn anh ăn cơm với em sao Em nói này, bệnh tự luyến của anh khi nào mới hết đây từ nhà nhìn anh phản chiếu mình Đang mỉm cười trên màn hình máy tính Sở lên khóe môi Không có việc gì thì em tắt nha Điện thoại vang lên tiếng tút tút Tôi nhà lần nữa nhìn máy tính Cô không đọc sách nữa Từ trưa đến giờ đều đang lướt mạng Tìm hai chữ đồng nhàn Cho dù website, Weibo hay là diễn đàn chuyên nghiệp Những nội dung có liên quan với bà Cơ hồ đều là tranh họa các giải thưởng liên quan, rất ít thông tin liên quan đến chuyện riêng của bà. Tư nhàn lại tra tài liệu liên quan với người đại diện một chút. Mùi rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu, hướng chi nghệ thuật gia phần lớn dốc lòng sáng tác. Thường thường vừa bế quan chính là mấy tháng, cũng không có thời gian và tinh lực dư thừa để tiêu thụ tác phẩm của mình. Việc lập kế hoạch triển lãm cá nhân và thực hiện các hoạt động xã hội khác lại thêm nghệ thuật gia phần lớn chưa quen thuộc với hoạt động thương nghiệp có thể chun vùi một nghệ sĩ có tiềm năng lớn và một tác phẩm xuất sắc không được công chúng xem. Cho nên đội ngũ quản lý nghệ thuật theo đó mà ra đời. Từ sau đó tác phẩm nghệ thuật xuất sắc muốn đi vào thị trường nghệ thuật lưu hành. Bảo tồn và đánh giá cao thì cũng cần người đại diện và các cơ sở chuyên nghiệp điều hành hoạt động. Bà Quốc Cao Dương, người đại diện lâu năm trong giới mỹ thuật, bằng mạch tài nguyên phong phú, họa sĩ không tiếng tăm, sớm muộn gì cũng được người trông thấy, nghệ thuật tạo nghệ thu hoạch được tán thành, lập tức lan ra ngoài nước, danh tiếng vang xa. Nhưng ngoại trừ trên đó, trên mạng hầu như không có tin tức gì thêm về người này. Tờ Nhàn gõ hai tên Đồng Nhàn và Quốc Cao Dương ghép vào tìm kiếm, nội dung liên quan cũng không nhiều. Tiên sinh Quốc Cao Dương nói về bức tranh đương đại của nghệ sĩ Đồng Nhàn. Quốc Cao Dương nói về Đồng Nhàn trong hành lang triển lãm tranh thành phố Giang. Có tài nhưng thành danh muộn, nhưng thời gian không muộn, nhìn tới nhìn lui đều là những bài thông báo ấy quốc cao dương cũng là một người tương đối khiêm tốn trên mạng cơ bản không có gì ngoại trừ những bài liên quan đến công việc lướt bảy tám trang web từ khóa ngày càng thấp cuối cùng lục đến nội dung thú vị tin kết hôn của đồng nhàn và trịnh thái an vào năm ngoái khi đó đồng nhàn cũng được coi là có chút danh tiếng tin tức liên quan mặc dù không nhiều nhưng vẫn có trong đó có một tin có bức tranh sơn dầu được một chủ blog chia sẻ Người giật dây là ông chủ của tôi Cặp qua đồng lão sư hàng thật giá thật Vô cùng xinh đẹp Tôi nhàn vào trang chủ của người này Hai năm trước đã ngưng đăng bài Nhưng lời giới thiệu vắn tắt vẫn là Nghề nghiệp, người đại diện chuyên nghiệp Quài lang triển lãm thành phố Giang Hệ thống theo dõi cổng trong nhà đột nhiên vang lên Tôi nhàn khép máy tính Lê đôi dép ra ngoài phòng khách Đồng thời gửi tin nhắn cho phó Minh Dư Cơm tối anh đạt tới rồi Vừa gửi thì màn hình theo dõi cô nhìn thấy mặt của đồng nhàn người vẫn đứng dưới lầu chưa đi lên có chuyện gì vậy sau khi kết nối tư nhàn hỏi đầu nhàn giơ tay đang cầm hộp thức ăn hôm qua đến giờ mẹ không ngủ được nên muốn tới đây nhìn con một chút hai người thông qua cái máy nhỏ xíu nói chuyện một người cẩn thận từng ly từng tí mà một người thì không biết đang suy nghĩ gì một lát sau máy truyền tin bị một số điện thoại khác gọi đến người giao đồ ăn thật sự đến xin chào tôi là nhân viên của tây sương yến đến giao thức ăn đây ạ buổi tối của quý khách đến rồi Từ nhàn mở cửa lấy hộp cơm Quay đầu nhìn máy chuyển tin Ấn nút mở cửa chính Lên đây đi Cô không đóng cửa trực tiếp cầm hộp cơm vào nhà ăn Bày từng loại ra bàn ba món chính Một món canh thêm hai chén cơm Phó Minh Dư xem cô là heo hay sao Đúng lúc này Phó Minh Dư gọi tới Ăn xong nên đi ngủ Đừng làm đề nữa Đúng lúc nghe được tiếng bước chân ngay cửa Tư nhàn không quay đầu Không cần thay giày Em có khách sao Ừ, là mẹ em đến. Đời bên kia im lặng một lúc rồi nói. Anh cúp trước nhá, em nhớ ăn uống cẩn thận. Đặt điện thoại xuống, tư nhàn cầm đũa quay đầu thấy đồng nhàn, mặc theo hộp cơm chậm rãi đi vào, ngẩng đầu thăm quan phòng cô. Quay đầu thấy đồ ăn phong phú trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ hơi xấu hổ. Bà đến mở hộp cơm ra, bên trong là một chén canh. Mẹ nghĩ cha con ngủ cũng không ngon, cho nên nấu chút canh tới. Tư nhàn cầm đũa, nuốt nửa ngụm xuống, liếm khóe miệng. Mẹ ngồi đi. Đồng nhàn gật đầu ngồi xuống để chén canh đến trước mặt tư nhàn. Đây là canh bồ câu, là ba con sáng sớm đặc biệt đi chọn bồ câu mới đấy. Bà đưa tay ra, mu bàn tay thô, đầu ngón tay có vết da bị nẻ. Đây là do tiếp xúc lâu dài với mổ vẽ, bao nhiêu dưỡng ẩm cũng không cứu nổi bệnh nghề nghiệp. Cảm Nguyễn Tư Nhàn buông đũa xuống, đồng nhàn liền đưa muỗng cho cô. Con nếm thử xem. Tư Nhàn không nhận, đẩy chén trước mặt ra. Con có chuyện muốn hỏi mẹ, cái khác để sau này rồi hãy nói. Được được, con hỏi đi. Mẹ và ông chủ hành lang triển lãm thành phố Giang có quan hệ như thế nào? Cái gì cơ? Đồng nhàn gần người. Con đang nói quốc cao dương. Đúng vậy. Ông ấy là người đại diện của mẹ. Sao thế? Con nói thẳng luôn. Khi còn nhỏ con thường xuyên đi về nhà bằng đường tắt phía sau ngõ Nam Khê. Mẹ không biết. Ngõ hẻm Nam Khê. Bốn chữ quá mức xa xôi bỗng nhiên nhắc lại bà có cảm giác giật mình đồng nhàn kinh ngạc nhìn cô mẹ không biết con biết mẹ không biết gì cả Tư nhàn lần nữa cầm đũa không ăn mà chỉ cầm chặt trong tay mỗi lần về nhà con luôn từ đó nhiều lần nhìn thấy mẹ đi xuống từ xe người đàn ông kia người đàn ông kia còn thường xuyên tặng quà cho mẹ còn nhớ được trên trán còn có một nốt ruồi rất lớn đó là người đại diện của mẹ phải không ông ấy đồng nhàn cũng không ngu ngốc đối với chuyện như thế này trời sinh mẫn cảm Tư nhàn hỏi chút đã biết ý cô muốn hỏi là gì Sóc mặt đồng nhàn lấy tốc độ mắt thường thấy được mà biến đỏ Ông ấy đã có vợ con ở Anh Con có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Không đợi tư nhàn trả lời Bà nóng nảy đứng dậy Mẹ còn nghĩ ngày đó con trong bệnh viện đó cái gì kỳ quái Thì ra là cái này sao? Con nghĩ đi đâu vậy chứ? Mẹ đừng vội mà Tư nhàn bị bà nói đến đau não Không phải bây giờ con đang xác nhận lại với mẹ sao? Vì sao bây giờ con mới hỏi mẹ chứ? Đã bao lâu rồi? Gần 10 năm Bây giờ con mới đến hỏi mẹ Cho nên con một mực không muốn gặp mẹ Chính là bởi vì việc này hay sao? Mẹ thật không biết nên nói gì nữa Con có thể đừng... Tư nhàn đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp Đồng nhàn cũng đi theo Con cũng nói gì đi chứ Uống nước trước đã Tư nhàn đưa ly nước ấm đến trước mặt bà Bình tĩnh chút đi rồi nói chuyện Bà nhận ly nước từ Nguyễn Tư nhàn Nhắm mắt một hơi uống hết Sau một hồi tâm tỉnh mới bình tĩnh được, mẹ nói chuyện rõ ràng với con. Bà để ly xuống, quay người đi ra khỏi nhà bếp, ngồi xuống sofa. Mẹ và Quốc Cao Dương biết nhau qua một lần mang học sinh tham gia buổi từ thiện nghệ thuật. Ông ấy muốn ký hợp đồng, nhưng mẹ cứ do dự. Còn nhìn thấy ông ấy tiễn ta về nhà, đó là ông ấy khăng khăng muốn thế mà mẹ không muốn để cho ba con biết mẹ tiếp xúc với quản lý tổ chức cho nên vẫn luôn giấu. Về phần quà tặng, ông ấy chỉ muốn biểu đạt thành ý mà thôi. Tư nhàn không giải thích được cảm giác của mình bây giờ. Cô nhẫn nhịn 10 năm, ai hỏi đều không nói gì. Có người vẫn không hiểu được lý do vì sao cô không tiếp nhận được sự thật ba mẹ mình ly hôn. Cô nghĩ đến, mà kệ cô có tức giận đến đâu, loại chuyện thanh danh này cuối cùng cô vẫn giữ mặt mũi cho đồng nhàn. Cho nên vẫn luôn yên lặng một mình gánh chịu uất ức trong tâm. Kết quả tất cả chỉ là bản thân cô nghĩ ra. Như một con đần vậy, thấy tư nhàn không nói gì, đồng nhàn lại hỏi. Vì sao đến bây giờ con mới hỏi mẹ Mẹ muốn con hỏi thế nào chứ? Khi đó con mới 14 tuổi, con cứ thế mở miệng hỏi được hay sao? Lại chuyện ngày đó với học sinh cấp 2 như tư nhàn, vốn vượt ra khỏi phạm vi của cô. Thẳng đến một năm sau, ba mẹ cô ly hôn, cô mới mơ hồ phản ứng được tình huống lúc ấy như thế nào. Mấy năm về sau, đồng nhà đi khắp nơi, dáng vẻ giống như đặc biệt bận rộn. Một năm ngẫu nhiên trở về tìm cô một hai lần, cũng không về nhà chờ mà chờ ngay ở cửa trường học. Giống như rất ghét cái nhà trước kia vậy, khi đó, từ bà ăn mặc đến xem, từ Nhàn có thể cảm giác được bà ngày càng sống tốt, còn ba cô thân thể ngày càng kém đi, từ chủ nhiệm lớp biến thành giáo viên ngữ văn, vì sao chủ nhiệm cũng càng ngày càng ít, điều kiện gia đình tự nhiên hạ xuống theo đó. Hai loại so sánh này dường như cũng đặt người lớn vào cục diện đối lập. Ngay từ đầu, Đồng Nhàn và cha Tư Nhàn còn có thể duy trì ngoài mặt bình thản nói vài câu, về sau, ngày càng một chữ cũng không nói. Được, Đồng Nhàn nâng tay Gia Hiểu kết thúc đề tài ấy, hốc mắt đỏ rực. Còn vì chuyện này bà hiểu lầm mẹ nhiều năm như vậy, mẹ quá khó tiếp thu rồi. Bà đi đến trước bàn ăn, bưng chén canh đến dụi rụi mắt. Còn ăn gì trước đi? Tây Nhàn ngồi ở một bên sofa, không thể đi ra khỏi cảm xúc của mình, cũng không muốn ăn gì cả. Cô không còn gì để nói, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hai người im lặng, người đứng người ngồi, trong phòng khách có mở máy sưởi nhưng lại không có cảm giác ấm áp đồ ăn trước mặt dần nguội đi, trong lòng đồng nhàn đau lên từng cơn nghẹn ngào. Nguyễn Nguyễn, năm mới để mẹ ăn Tết với con được không? Gần 12 năm, hai người không cùng nhau ở đêm 30 đón giao thừa, châm pháo hoa, ăn cơm. Còn kém một chút nữa, tư nhàn đã gật đầu dưới sự dịu dàng của bà rồi. Chuyện này là con hiểu lầm mẹ Con xin lỗi Cô đột nhiên ngẩng cầm lên tiếp tục Thế nhưng 14 tuổi mẹ vứt bỏ con là sự thật trong vòng 4 năm, mẹ chủ động tới nhìn con tổng cộng 5 lần là sự thật. Thời điểm cha con biết mẹ kết hôn, tâm tình không tốt ra ngoài tàn bộ bị tai nạn xe cộ cũng là sự thật. Mẹ không biết sau 14 tuổi con lớn lên như thế nào. Mẹ dựa vào cái gì ở thời điểm để con có đầy đủ tất cả, không thiếu gì, lại có thể vui vẻ hòa thuận ăn Tết với mẹ đây. Lúc kìm giờ chỉ hướng 7 giờ, một tia sáng cuối cùng với chân trời bị cuốn đi. Tầng dãy đèn đường bỗng nhiên sáng lên đều nhịp, cho dù cách chăm dặm Bị màn cửa lọc qua một tầng sáng Từ nhàn vẫn cảm thấy trướng mắt Cô che một mắt xoay người đi bật đèn Tay còn chưa đụng phải công tắc liền nghe người kia ở đằng sau nói Nếu như là con Con sẽ chọn như thế nào Tư nhàn dừng tay ở giữa không trung Đèn chưa bật Trong phòng khách vẫn lờ mờ một mảnh Đồng nhàn đứng cách xa chỗ cô 2 mét Yếu ớt mở miệng Đời này chỉ còn một cơ hội cuối cùng thi phi công Cùng với việc tiếp tục ở nhà để giúp chồng dạy con còn chọn thế nào? Trong phòng im lặng thật lâu, ngay cả không khí cũng giống như dừng lại không di chuyển. Không khí ở bốn phía chặt chẽ bóp lấy cổ của cô, đầu óc của cô, suy nghĩ không dứt, dây thần kinh nhảy thình thịch giống như một dây sau sẽ nổ tung. Cháu sẽ không để cho cô ấy chọn một trong hai. Đột nhiên, một cánh tay đặt lên mua bàn tay của tư nhàn, nhấn công tắc đèn. Đèn sáng lên, chiếu sáng cả phòng khách. Anh cầm tay của tư nhàn, nghiêng người đứng ở trước mặt cô, ngăn trở ánh mắt trực tiếp của đồng nhàn. Gì à? Người hỏi vấn đề này không có ý nghĩa. Loại tính chất giả thiết này không thành lập ở chỗ của cháu. Nghe được âm thanh kiên định của anh, tư nhàn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn, cổ họng hơi ngứa. Bên ngoài gió rất to, anh vừa trở về, quần áo vẫn còn một luồng hơi lạnh, nhưng mà lòng bàn tay lại ấm áp. Khi đồng nhàn hỏi như vậy, huyệt thái dương của tư nhàn đột nhiên căng lên, cảm giác như mình đứng trên dây thép ở trên vách núi, động một cái là rơi xuống luôn. Âm thanh của anh giống một cái dây thừng mạnh mẽ đem cô kéo lên bờ. Phó Minh Dư đột nhiên đến và vỡ bầu không khí tế nhị rằng co giữa đồng nhàn và tư nhàn. Anh nhìn thoáng qua phía nhà ăn, thức ăn trên bàn hầu như không động đến. Gì ăn chưa? Muốn ngồi xuống cùng ăn cơm không? Lời mời nào của anh lại giống như hạ lệnh đuổi khách. Đồng nhàn không cần nhiều lời, trong lòng cân nhắc địa vị của bà và Phó Minh Dư trong phòng này. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, đáp án sáng tỏ. Bà cảm giác được vô cùng rõ ràng, Tư Nhàn ỉ lại vào Phó Minh Dư. Hai người ấy đang đứng đối diện bà, ở giữa giống như có một tấm chắn che lại, thấy rõ bọn họ đứng ở lập trường khác biệt, cuối cùng vẫn không vui mà tan. Bà im lặng thở dài, đi đến cạnh bàn ăn, dùng mũ bàn tay thử nhiệt độ của chén canh kia một chút. Phẫn nóng, bồ câu rất tươi, dược liệu bên trong cũng cẩn thận chọn lựa qua. Có thể an thần, uống lúc còn nóng đi. Lục tiếng đóng cửa vang lên, Phó Minh Dư quay người nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Anh giơ tay lên, muốn sở gương mặt của cô một chút. Nhưng mà còn chưa đụng phải da thịt của cô, cô đột nhiên đi đến phía trước, nghiêng người vào phía trên sofa, ngã vào trong cối ôm. Bận ngủ chết em rồi. thời gì phó Minh Dư không chú ý, cô rụi rụi con mắt. Xoay lại tới đây. Sợ bảo bối của anh bị người ta bắt nạt. Phó Minh Dư bưng lên thức ăn trên bàn đi về phía phòng bếp. Hơn nữa không phải ở đây có người muốn anh đến ăn cùng sao? Tôi nhàn ở trên ghế sofa mắt trợn trắng, ôm gối ôm trở mình, đưa lưng về phía anh, khóe miệng cong cong, đứng lên bưng đồ ăn còn lại chạy vào phòng bếp. Phở Minh Dư bỏ đĩa rau vào lò vi sóng. Sao hôm nay gì lại tới đây? Đưa cho em chút đồ ăn thôi. Tư Nhàn chỉ chỉ cái bàn phía ngoài. Nhìn thấy không, canh bồ câu mới nấu. Món ăn đầu tiên được khâm nóng, anh bưng ra, đồng thời hỏi. Chỉ đưa chút đồ ăn sao? Tư Nhàn a à một tiếng. Thuận tiện tiến hành giao lưu giữa lòng với lòng một chút. Giao lưu với nhau Lên giao lưu ra bầu không khí như thế hay sao chứ Nếu như không phải anh biết đồng nhàn tới Trong lòng ngầm bất an Lập tức chạy về Không chừng với tính cách của tư nhàn Sẽ ở trong nhà ồn ào một trận với người kia Phó Minh Dư quay người Dựa vào một bên tủ bát hơi khom lưng Vừa vặn đối diện với ánh mắt của tư nhàn Khóe miệng của anh có ý cười nhợt nhạt Cãi nhau với mẹ rồi sao Tư nhàn quay người bưng cơm Trong giọng nói có một tia ra vẻ không có vấn đề không phải anh nghe thấy rồi sao Phó Minh Dư ôm cổ cô Cổ tay nâng cầm của cô Vậy nói cho anh nghe một chút đi Cãi nhau với mẹ cái gì rồi Giọng nói của anh nhẹ nhàng Nghe thật đúng là giống một người anh trai đang dỗ em gái Thế nhưng Tư Nhàn vẫn biết Lâu như vậy Phó Minh Dư đối với chuyện trong nhà của cô có suy đoán mơ hồ Nhưng mà cô không nói Anh cũng không hỏi qua Tư Nhàn cúi đầu không có mở miệng Lò vi sóng đinh một tiếng Phó Minh Dư buông cô ra Đưa tay mở lò vi sóng không sao, không muốn nói có thể không nói Ăn cơm trước Lúc tờ nhàn không có chuyện quan trọng Cơm tối luôn luôn chỉ ăn no bụng bảy phần Ăn nhiều dễ dàng mệt dã rời Đầu óc cũng không tỉnh táo Nhưng đồng nhàn tới một giờ kia Giống như hào hết tất cả tinh lực của cô Trong dạ dày không có gì Trong bất trì bất giác vẫn thêm một bát cơm Cái chén canh bổ câu kia để ở một bên Không biết lạnh từ khi nào Tản ra một mùi tanh Hoàng Minh giờ ngồi đối diện cô Múc thêm một chén canh bí nữa Tư Nhàn vừa muốn đưa tay đón, đối phương lại đưa vào bên trong miệng. Tay Phó Minh Dư dừng lại. Em còn có thể ăn không? Tư Nhàn thu hồi tay của mình, gật đầu chấp nhận. Được, em không thể ăn nữa. Phó Minh Dư cười uống một ngụm, canh nhiệt độ vừa phạt thế là đưa cho Tư Nhàn. Tư Nhàn quay đầu đi. Không ăn đồ bố thí nha. Người đối diện ngẩng đầu nhìn cô, con mắt nửa hiếp. Em có phải là muốn anh đút cho em hay không? Theo lẽ thường, Tư Nhàn sẽ trợn trừng mắt nói một cái. Em không tàn phế Thế nhưng nghĩ lại lời của Trịnh Ấu An buổi trưa hôm nay Cô cúi đầu sờ lên móng tay Nhưng mà em nghe nói Có nữ sinh quen một người bạn trai đấy Không tự mình rửa qua hoa quả Không tự mình thắt qua dây dày Ngay cả chai nước khoáng cũng không tự mình vặn qua Đó là người khác Phó Minh Dư uống canh gật đầu Em không giống Em là cô gái có thể mở nắp chai bằng một tay Em nói cho anh biết Cách một cái bàn Tư nhàn đạp đạp bắt chân Phó Minh Dư Bây giờ em rất hot đấy Anh tốt nhất tốt ve một chút Bằng không thì 63.108 văn hâm mộ trên Weibo của em Mỗi người một câu để có thể mắng chết anh đấy Không chỉ có như thế Chỉ là dạng sáng hôm qua đã có rất nhiều truyền thông Tranh nhau muốn phỏng vấn cô rồi Phó Minh Dư cười khẽ Tư nhàn từ tiếng cười của anh nghe được ra chút khinh thường Anh có ý gì đây? Phó Minh Dư dương mắt nhìn cô, đôi lông mày nhếch lên, đứng dậy đi đến bên người cô. Há mồm ra, Tư nhàn đối với hai chữ này giống như là vừa nghe đến nên có thể hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay đủ loại. Không chỉ có không há mồm, ngược lại cắn chặt hàm răng. Nhìn bộ dáng này của cô, Phó Minh Dư cầm thìa quấy chén canh hững hở. Không phải muốn anh đút em sao? Buổi sáng anh cũng nói như vậy. Thể đút tới miệng tư nhàn, đầu óc cô ngẩn ngơ, vành tay chậm rãi đỏ lên. Sao cơ? Phó Minh Dư dùng thìa đụng đụng môi dưới của mình. Buổi sáng anh nói gì rồi? Tư nhàn đoạt lấy chén từ trong tay anh Dùng cả tay chân đẩy anh ra Thôi đi, em không tàn phế Lúc uống cành Phó Minh Dư vẫn ngồi bên cạnh cô Dựa vào thành ghế, cúi đầu đang suy nghĩ điều gì Anh sờ quần Bên trong có một cái hộp cứng Vừa định lấy ra, nghĩ nghĩ lại quên đi Anh muốn hút thì cứ hút đi Tư nhàn buông chén xuống Cũng không phải không hút qua hai tay đầy khói Chỉ một điếu thôi Phó Minh Dư lấy hộp thuốc lá ra Không có thời gian đi ngủ rất buồn ngủ. Tư Nhàn cười lạnh một tiếng. Không có thời gian đi ngủ, anh nằm trên giường không nhắm mắt, hay là như loại này đây? Loại gì? Tư Nhàn cấp đi cái bật lửa trong tay anh, bật lửa hung tợn. Mộ phần thiếu hương hỏa. Động tác này không chỉ uy hiếp đến phó mình dư, ngược lại anh nghiêng đầu, dùng lửa trong tay Tư Nhàn đốt thuốc. Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, cúi thấp đầu, lông mày và mũi in ra một tầng bóng, Thầm thúy đến có một loại cảm giác không chân thật. Hết lần này tới lần khác Loại cảm giác không chân thật này làm cô không rời mắt được Chăm chú nhìn giống như phim thần tượng Không bao lâu Bên cạnh bay lên một đám khói trắng Cành trong chén đã thay đáy Tư nhàn buông cái bật lửa xuống Thìa trong tay đụng vào thành chén dứ Phát ra âm thanh thanh thúy Cành này lần trước em uống Vẫn là hồi nghỉ hè năm lớp 9 Cô đột nhiên không đầu không đuôi Nói đến điều ấy Đầu ngón tay phó minh dư hơi ngừng lại Tản thuốc rớt xuống mấy phần khi đó tiệm này vừa khai trương mẹ em đến trường học đón em ra ngoài ăn cơm chính là tiệm này câu nói ấy là cô ấp ủ nhiều thời gian mới tìm được cơ hội ăn nguyên một bữa cơm vừa nãy phó minh dư hỏi cô chuyện trong nhà cô không có mở miệng không phải không nguyện ý nói là không biết nói từ đâu đồng nhàn không phải người khác là mẹ của cô càng là vợ của ông chủ mà công ty phó minh dư hợp tác về tình về lý anh cũng hẳn là hiểu rõ tình hình anh và người khác không giống nếu như ngay cả anh ấy cũng không thể nói Tư nhàn không biết còn có thể nói với ai Cho nên cho dù anh không hỏi Tư nhàn cũng sẽ tìm cơ hội nói với anh Chỉ là chuyện cũ năm xưa trôi qua lâu Cũng là một vết dẹo Nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ đau nhức Nói ra toàn bộ càng cần nhiều dũng khí hơn Năm em 14 tuổi Mẹ em ly hôn với cha em Về sau bà giờ như bề bộn nhiều việc Một năm cũng đến xem em một hai lần Lần đầu tiên trở về Chính là mang em đi Tây Dương Yến ăn cơm trước kia nhà em không thể đi nổi nhàng nhà kiểu này đâu tôi nhàn bắt đầu nói về chuyện xưa âm thanh không nhẹ không nặng giống như đang kể chuyện xưa của người khác nói đến chỗ hiểu lầm nào đó chính cô cũng cười cái thời cấp ba kia rất buồn tẻ cô nói hai câu nói đã qua lớp mười hai có công ty hàng không đến tuyển phi công nhưng mà không nhận nữ sinh anh biết chứ biết phó minh dư gật đầu đây không phải riêng thế hàng vào lúc đó cơ hội tất cả công ty hàng không đều là như vậy về sau lúc học đại học năm thứ ba cũng có công ty hàng không đến trường học lưu động chiêu sinh tờ nhàn dương cảm lên em lúc ấy đặc biệt có lòng tin cảm thấy mình nhất định có thể tuyển chọn bởi vì người phỏng vấn đặc biệt thích em cơ trưởng đến tuyên truyền giảng giải cũng cùng em lưu lại phương thức liên lạc cho nên về ký túc xá liền thu thập hành lý phó minh dư ngẩng đầu lên lưu lại phương thức liên lạc sao đúng vậy rất đẹp trai anh có muốn nhìn hay không Tư nhà nói liền lấy ra điện thoại lật cho anh xem. Phó Minh Dư không nhìn điện thoại, chỉ thấy cô cười đến rất gian xảo. Bạn đấy giao thiệp của em rất rộng đấy. Nếu em giao thiệp rộng, liền sẽ không rơi vào hoàn cảnh này đâu. Tư nhà nặng nề mà gác lại điện thoại, nhớ tới sự kiện kia, trong ánh mắt mang theo điểm khinh miệt. Kết quả, em cho là em lấy được vé VIP thông hành. Kết quả chỉ là cái giám thôi. Ngay cả slot bị người có quan hệ đoạt cũng không biết. Vô thanh vô thức, Cuối cùng vẫn là từ trong miệng người khác biết đến. Đầu ngón tay khói đốt hơn phân ngựa. Tàn thuốc dài ngửa ngón tay lung lay sắp đổ. Anh hút một hơi dài. Tàn thuốc chấn động rớt xuống. Thuận tiện dập tắt điếu thuốc. Phòng ăn ấm giấy đèn vàng. Ánh mắt ảm đạm Phó Minh Dư nhìn không rõ. Từ nhàn đỡ mặt cùng anh nhìn nhau. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm. Nếu như lúc ấy không bị chen vào. Khả năng cô đã sớm gặp được Phó Minh Dư. Nếu như khi đó em gặp được anh cô nghĩ đến cái gì trực tiếp mở miệng hỏi anh sẽ thích em không chỉ là một tia khàn khói đang trong thùng rác kéo dài hơi tàn lợn lờ dâng lên ở giữa tư nhàn và phó minh dư thời gian chậm chậm trôi qua nếu như lúc kia gặp được em phó minh dư nhìn thẳng vào cô vậy em bây giờ đã là phó phu nhân rồi phó phu nhân tư nhàn sững sờ một cỗ cảm giác lạ lẫm chậm rãi leo đến trái tim mềm mại ngơ ngứa giống như móng vuốt mèo cào người. Bà chữ phó phu nhân này còn rất dễ nghe. Chủ yếu là để cho người ta nghe xong đã cảm thấy có tiền rồi. Tư nhàn mở ngón tay ra, che khuất nửa gương mặt. Ngay cả mắt cũng không nhìn tới anh. Nhịp tim đập kịch liệt, vội vàng đổi chủ đề. Trẻ em không có bảo hiểm thương nghiệp. Sau khi qua đời, để lại tiền cho em cũng không nhiều. Lên đại học tiền sinh hoạt còn phải tự mình đi làm kiếm. Người khác ra ngoài hẹn hò du lịch. Còn em, tất cả đều là đi làm phó minh dư nhíu nhíu mày anh rất khó tưởng tượng đến khoảng thời gian kia tư nhàn là một người như thế nào nếu quả thực thật sự có thể gặp được cô sớm một chút nhất định sẽ không để cho cô trải qua thời gian như thế tư nhàn đột nhiên ngẩng đầu đắc ý cười nhưng mà trong lúc em học đại học ở trong lớp em là người có tiền nhất nhì đấy phó minh dư im bặt dừng ý nghĩ lại không có cách nào nha ai kêu là em xinh đẹp chứ tư nhàn sửa sang tóc giải đáp nghi hoặc của phó minh dư Suốt ngày có cửa hàng tìm em làm người mẫu, trục một ngày có thể kiếm một nghìn. Vẫn còn một cửa tiệm tài trợ chi phí mời em đi chụp ở bờ biển, một ngày hai nghìn năm trăm. Bốn năm liên tiếp, tiểu kim khố của em có đến mấy vạn. Phở Minh Dư dừng lòng thương hại tràn lan của mình lại, nhíu mày. Bờ biển? Đúng vậy. Mà cái gì? Cái này có quan trọng không thế? Tờ nhà nhắm mắt hít sâu, bị anh làm cho tức chết. Trọng điểm là một ngày hai nghìn năm trăm vẫn còn chụp ảnh sao? Tờ nhàn sửng sốt một chút, cô thật là còn. Hơn nữa có thể chủ cửa hàng đối với ảnh chụp của cô rất hài lòng. Lúc ấy để vào trang đầu mặt tiền của cửa hàng, đi vào một chút chính là hình lớn, chính cô cũng giữ ảnh gốc. Dù sao chụp tốt như vậy, cũng không có gì không thể cho anh xem. Tờ nhàn mở điện thoại ra, từ trong kho tìm được mấy tấm ảnh chụp kia. Mặc dù là chụp từ mấy năm trước, nhưng lúc ấy thẩm mỹ thợ quay phim online, bây giờ xem ra cũng không quá đáng. Hơn nữa cửa tiệm kia mặc dù là bán hàng qua mạng, định vị lại là đồ tắm, gợi cảm lại không thấp, bỏ đi hình mờ nữa là ảnh nghệ thuật cũng không ai không tin. Biển xanh trời xanh, bãi cát vàng, thiếu nữ 20 tuổi mặc một chiếc áo tắm màu sắc tươi tắn ngồi trên tảng đá, một cái chân duỗi xuống, bôi chân chạm hạt cát trắng đến chói mắt. Và bây giờ cầm điện thoại Nguyễn Tư Nhàn nhìn mấy lần, thần sắc không rõ. Không đẹp sao? Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh. Nếu dám nói phải, anh liền chết phỏ minh dư không trả lời tắt điện thoại di động để lại trên bàn anh nói thấy đẹp đêm nay em sẽ mặc cho anh xem không không đâu phỏ minh dư liếc cô một cái đứng người lên đi về phía phòng cô thật không có tư nhà lập tức đứng lên đưa tay ngăn anh lại em đã thật lâu không xuống nước rồi không có sao không sao Phó minh dư ghé vào bên tai cô lần sau mua cho em lộ nhiều cũng được anh dừng một chút lại hạ giọng tốt nhất là dây buộc dễ cởi Tư nhàn nhếch môi gật gật đầu anh cởi một bộ quần áo của em em lượt một lớp da của anh được chứ võ minh dư rằng co cùng cô cũng nhẹ gật đầu được tùy em anh mặc áo khoác vào rồi lên lỗ tai của cô xế chiều ngày mai sau khi phỏng vấn cha mẹ anh muốn mời em về nhà ăn cơm ừm được à mà đợi chút từ nhàn đột nhiên kéo cánh tay anh lại tại sao muốn mời em ăn cơm võ minh dư cảm thấy buồn cười cái này không nên hay sao? Cuối đầu lại thấy cổ giò dự Phó Minh Dư ôn nhu an ủi Em không cần áp lực Anh không có ép em mấy em ăn cơm là bởi vì chuyện ngày hôm qua Mặc dù Phó Minh Dư nói không cần áp lực Nhưng mà thật sự là lần đầu tiên đi vào nhà bạn trai ăn cơm So với sau đại học lần đầu tiên đi thử việc Vẫn rất khẩn trương Tư nhàn vì có thể có được một trạng thái tốt Lập tức để Phó Minh Dư chạy về nhà Sau đó tự mình tắm rửa Thoa da mặt làm tóc Sau khi dừng lại thao tác ngã đầu liền ngủ ngay. Mà Phó Minh Dư rời khỏi nhà tư nhàn đi, đi vào thang máy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi điện thoại về nhà. Đậu đậu thật xin lỗi, ngày mai phải để con tuổi thân rồi. Chiều hôm sau, đoàn đội truyền thông đúng giờ đến sảnh lớn của Thế Hàng, mà nghệ tư nhàn cũng là ở chỗ cố định để cho chuyên viên trang điểm tạo hình. Thật ra cũng không có gì phải làm, vẫn là mặc đồng phục, tóc phải búi lên, không thể trang điểm quá đậm, phải cho người xem cảm giác nghiêm túc. Như vậy cũng tốt, tránh cho việc sau khi phỏng vấn kết thúc, cô lại phải đi đến nhà phó minh sư chỉnh trang lần nữa. Vốn cho là phỏng vấn cần dùng đến 3 giờ, nhưng chỉ dùng 2 tiếng rưỡi là hoàn thành. Hơn nữa quá trình làm việc vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất cứ tình huống khó khăn gì. Trên đường đi đến biệt thự Hồ Quang, tôi nhàn cầm điện thoại để xoay gương, nhìn trái nhìn phải. Em trăm điểm không quá đậm phải không? phó Minh Dư đầu cũng chưa ngẩng lên, chỉ ưm một tiếng. Anh có lẽ cũng ra vẻ một chút được chứ? ngón tay tư nhàn vuốt tóc thầm nói. Lúc đó chính sự, lời nói ra ít như vàng ngọc, có lúc nói lung tung thì hận bản thân không phải là người của Đức Vân Xã sao? Không biết người đó thính lực cực kỳ tốt. Anh nói lung tung cái gì? Nguyễn Tư Nhàn tức giận mà nói, không có gì. Hôm nay phỏng vấn thế nào? Phó Minh Dư khép iPad lại, thông thả ung dung mà cười bỏ nút trên áo khoác âu phục. Không có gì, rất tốt, rất thuận lợi. Em rất biết ăn nói, đối đáp rất trôi chảy. Phó Minh Dương cười khẽ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đương nhiên thuận lợi, sáng sớm anh đã bảo tuyên truyền thông xóa phần phương diện gia đình đi, có thể không thuận lợi hay sao? Ở trong lúc phỏng vấn, đoàn đội chương trình đăng lên một ít ngoài lề, thấy hàng chia sẻ lại một bài. Lúc này ở trên xe, tôi Nhàn chọn chọn lựa lựa bình luận dưới Weibo, cái đuôi cũng muốn nhảy đến bầu trời. Này này, cô dùng kiểu tay chạm vào phó Minh Dương một chút. Anh xem, bạn học nữ cấp 3 của anh thật có cảm giác tồn tại mà. Phỏ minh dư nghe thấy năm chữ bạn học nữ cấp 3 hoàn toàn không muốn nhướng mắt nhưng di động đã đặt ở trước mắt anh không thể không có động tĩnh gì nhưng vừa mở mắt lại là những bình luận khen ngợi chị gái ơi cá vàng nghe em nhìn thấy chị cũng tiến hóa thành cầm lý rồi với một tấm hình của chị gái xinh đẹp đều động lòng người Phó minh dư giật giật bí mắt để anh xem cái này anh lấy quà di động lướt qua hai trang thì thầm từng câu từng chữ được rồi, được rồi, anh ngậm miệng đi. Một lời khen ngợi khoa trương bị anh nói ra như vậy, cảm giác ngại ngùng nháy mắt bao phủ, lập tức cảm thấy những lời như vậy đều thay đổi hương vị, giống như là bùa chú. Phỏ Minh Dư lướt xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy điều Nguyễn Tư Nhà nói đến. Chị gái xinh đẹp, đây chính là hình tượng của diễn viên chính trong vân phá nhật xuất. Chị còn đẹp hơn bạn học nữ cấp 3 nào đó rất nhiều đấy. Mình thật sự đồng ý phó tổng tế hàng, bỏ vốn để chị gái xinh đẹp tiến tổ. Đại khái là bởi vì nhóm fan có tuyến tỉnh báo, rất nhanh nhiều fan dụng mãnh đã nhảy vào, làm bình luận tranh cãi này lên trang đầu. Phó Minh Dư cười khẽ, trả điện thoại cho Tư Nhàn. Nâng em sao? Ông chủ. Tư Nhàn nhìn anh cười nịnh nọt. Tiền thù lao đóng phim, em với chia đôi. Em đang nằm mơ cái gì đấy? Khẩu trừ. Tư Nhàn lại xem di động, ngày càng nhiều fan chạy đến cãi nhau. Vốn là cổ khu bình luận khen ngợi giờ biến thành hiện trường cãi lộn rồi nhiều người cãi nhau như vậy xóa không cần phải xen vào phó minh dư liếc cô một cái cần phải vì cô ta mà xóa hay sao tư nhàn ngẫm lại nói thế cũng đúng vậy em cũng đáp trả lại một chút có được không tư nhàn lại đưa điện thoại cho anh xem bạn trai tôi nói tôi nằm mơ anh ấy không đầu tư vốn cho tôi tiến tổ tủi thân tủi thân phó minh dư liếc xéo cô trong mắt có chút ý cười nhợt nhạt tùy em hai phút sau di động tư nhàn không ngừng nghỉ không còn phan dụng mãnh sức chiến đấu kinh người đi vào tất cả đều an tĩnh như gà sắp đến rồi đấy phó minh dư đột nhiên mở miệng tư nhàn lập tức cất di động ngồi thẳng sửa sang lại quần áo ô tô tiến vào biệt thự hồ quang qua cây tùng rậm rạp dọc theo đường đi chậm rãi dừng trước cổng lớn sắp ăn tết trên cây xanh bên cạnh treo đủ các loại đèn lồng đỏ độc đáo đan sen tạo cho mùa đông trang nghiêm thêm vài phần náo nhiệt dì la sớm đã dựng tay chờ nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài lập tức ra mở cửa đến rồi đến rồi dì la nhìn về phía tư nhàn đây là nguyễn tiểu thư sao vâng phó minh dư vừa cởi áo khoác vừa nói với tư nhàn đây là dì la cháu chào dì la tư nhàn đi theo vào cởi áo khoác dì la lập tức đưa tay muốn tiếp lấy cô giật mình một chút không quen với việc được phục vụ như vậy ờ không cần đâu cảm ơn dì tự cháu làm là được rồi dì la nhìn cô cười cầm áo khoác phó minh dư đậu đậu đã đưa đi trường học buổi tối mới về phó minh dư gật đầu hết bệnh rồi sao đã sớm khỏe lại rồi đậu đậu là ai thế tư nhàn nghe thấy có chút mơ màng phó minh dư đang tháo cả vạt nghe thấy cô hỏi thả tay xuống đứng đắn nhìn cô anh vẫn chưa kịp nói cho em biết mặc dù anh chưa kết hôn nhưng anh có một đứa con trai em không ngại chứ tư nhàn há ngửa miệng đầu óc nhanh chóng chết máy sau hai giây khởi động lại cô đã nghĩ kỹ 108 kiểu chết của Phó Minh Dư. Tự tin ở đâu mà cho là cô không ngại là mẹ kế của nó. Chị bắn gương mặt này sao? Anh... Phó Minh Dư, anh muốn chết sao? Hạ Lan Tường từ lầu hai xuống dưới, nghe thấy đối thoại của hai người, vội vã mà đi tới, kéo tư nhàn cách ra Phó Minh Dư nửa thước. Cháu đừng có nghe nó, nó cố tình trêu ghẹo đấy. Phó Minh Dư kéo cả vạt xuống, cưới đi về phía phòng khách. Tư nhàn hít một hơi thật sâu, vừa rồi cô đang suy xét chiếc người sẽ phán bao nhiêu năm hôm nay trời lạnh dì la sơn đã chuẩn bị nước ấm mang lại hạ lan tương trừng mắt nhìn phó minh dư tiếp lấy ly nước từ trong tay dì la đưa cho từ nhàn uống chút nước ấm dạ dày trước cảm ơn dì từ nhàn nhấp một miệng nhỏ lại nghe hạ lan tương nói đậu đậu là chú chó nó nuôi dưỡng nhiều năm cũng không khác gì con trai từ nhàn thiếu chút nữa sạc chết xác thật chứ phó minh dư có nuôi một con chó nhiều năm bởi với cô mà nói không khác gì một đứa con trai ruột của anh đến rồi phó bác đình chắp tay từ lầu hai từ từ xuống phó minh dư nói ba mẹ anh vì chuyện hạ cánh khẩn cấp lần đó đặc biệt muốn mời cô ăn cơm nhưng theo nguyễn tư nhàn quan sát có cái này chỉ là ý của một mình ba anh thôi bởi vì toàn bộ đề tài của ông hoàn toàn không thoát khỏi chuyện đó hỏi đến chi tiết so với người của cục hàng không dân dụng còn nhiều hơn hạ lan tường ở một bên cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi Bà không nhẹ nhàng, không nặng mà ho khan hai tiếng. Phó Bắc Đình nhận được tín hiệu của bà, không nói thêm gì. Chỉ là chuyện tốt chỉ có ba phút. Hạ Lan Tường nói một câu hôm nay gió thật lớn. Phó Bắc Đình lại nói về kết cấu tầng khí quyển. Nói về kết cấu tầng khí quyển, ông lại muốn nói lý luận sinh ra lực thăng. Hà Nguyên lý luận sinh ra lực thăng, ông lại nói đến thiết kế hình dáng của cánh. Tư nhàn cảm giác quả thực, hệt như dọn trường thi lên trên bàn cơm vậy. Cô vừa cẩn thận tiếp lời, sợ bản thân mình sẽ nói sai ở đâu, vừa đá chân Phó Minh Dư. Em là đến nhà anh ăn cơm, không phải đến nhà anh Thi đâu nha. Phó Minh Dư cười một cái mở miệng. Bà, cơm này còn ăn hay không đây? Hạ Lan Tường phát hỏa trước Phó Minh Dư. Có thể đừng nhắc đến những chuyện đó nữa được không? Đề tài về nghề nghiệp cuối cùng bị ngăn lại tại đây. Mà nét mặt của Phó Bác Đình từ đầu đến đuôi đều rất bình tĩnh. Tự nhàn cũng nhìn không ra thái độ của ông rốt cuộc là gì, Giám khảo khi thi tốt xấu gì cũng có đôi lời nhận xét. Bà Phó Minh Dư thì tuyệt đối không để lọt điểm. Thực sự mệt mỏi. Cũng may bị sau khi đề tài này cản lại, dì La đã đem chén đũa sắp lên. Nghiêm chỉnh bắt đầu ăn cơm. Phó Bắc Đình có thói quen ăn cơm hay đi ngủ không nói chuyện. Cơ bản toàn bộ quá trình đều im lặng. Mà Lan Tương hoạt bát hơn chút. Cũng không biết đến mức ở trên bàn cơm liên tục nói chuyện. Đơn giản là ngẫu nhiên, nói mấy câu hỏi thăm về cuộc sống bình thường của tư nhàn. Tuy rằng an tĩnh không náo nhiệt Nhưng không nghĩ bữa ăn như thế đối với cô lại rất lâu Cô đã rất lâu không có giống như hiện tại Ở mùa đông khắc nghiệt Ngồi trước bàn cơm nóng hổi Bản thân ở trong bầu không khí gia đình Bình yên mà ăn một bữa cơm nóng Uống canh không? Lúc phó Minh Dư hỏi Đã trong bút canh cô đặt ở trước mặt Tư nhà nhận lấy Cảm ơn Hạ Lan Tường tiếp lời Hai đứa khách sáo như vậy sao? Phó Minh Dư gật đầu Bình thường cô ấy với con rất khách khí, rất cung kính. Tư nhàn cúi đầu không nói gì. Em diễn một chút cho ba mẹ anh xem, anh báo đáp lại một giải thưởng ốt khả đấy. Hạ Lan Tương cong cong khóe môi không nói chuyện. Thật là khách sáo như vậy ư, vậy cái tát kia không biết là tình thú từ chỗ nào đến. Vài phút sau, điện thoại của Phó Minh Dư và Phó Bắc Đình cùng lúc gieo lên, động tác hai người đồng bộ lấy ra xem. Chân mày Phó Minh Dư đột nhiên nhíu chặt, mà phó bác đình ở đối diện vẫn bất động thanh sắc buông điện thoại xuống lấy khăn giấy lau lau khóe miệng còn đến đây với ba một chút Tư nhà ở bên này đang nói chuyện với hạ lan tương đột nhiên thấy hai người đứng dậy ý bảo hai người họ ăn trước sau đó phó bác đình và phó minh dương một trước rột sau rồi đi lên lầu không khí đột nhiên trở nên không thích hợp mặc cho ai cũng cảm giác được nguyễn tư nhàn nhìn bóng dáng của hai người họ bọn họ hạ lan tường trầm ngâm một lát cầm lấy kim muỗng uống canh chắc là có chút việc gấp mặc kệ họ đi chúng ta ăn trước tuy bà nói như vậy sắc mặt của chính mình lại khó duy trì được vẻ bình thản bản thân là người hiểu chồng và con trai mình nhất vừa rồi có bao nhiêu không đúng bà so nguyễn tư nhàn rõ ràng hơn với tính cách của phó bác đình tuy rằng ông là một người cuồng công việc bình thường nghiêm túc thậm chí đến mức có thể gọi là dập khuân nhưng cho đến mức ngay dịp con trai dẫn bạn gái về nhà ăn cơm đột nhiên bảo người đi như vậy phòng ăn lập tức chống trải không ít Tư Nhàn ngồi mặt đối mặt với Hạ Lan Tương cũng không có nói chuyện. Qua 10 phút, hai người trên lầu vẫn chưa xuống. Hạ Lan Tương lấy khăn giấy lau miệng. Dì đi toilet một chút. Nói xong liền đứng dậy đi lên trên lầu, thẳng đến phòng sách. Hiệu quả cách âm thường ngày của phòng sách là tốt nhất. Nhưng lúc này Hạ Lan Tương đứng ở bên ngoài, vẫn là có thể nghe thấy bên trong. Động tác rất lớn, Phó Bác Đình đang mắng người. Nhưng cụ thể cái gì bà nghe không rõ, chỉ biết cơn giận của ông không nhỏ. Hạ Lan Tương nhíu mày, Lúc đang muốn gõ cửa, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang dội. Bà hoảng sợ cũng không gõ cửa, lập tức đẩy cửa đi vào. Xảy ra chuyện gì sao? Phó Minh Dư đứng ở bàn sách sắc mặt cứng lại, mà Phó Bác Đình hiếm khi tức giận đến đỏ cả cổ, ngực phập phồng, giận trừng mắt với Phó Minh Dư. Chén trà vỡ vụt bên chân Phó Minh Dư, rõ ràng là do Phó Bác Đình ném qua. Tin tức chuyển đi có tranh lệch thời gian, nhưng thời đại Internet đã rút ngắn thời gian khiến người ta kinh ngạc. Hạ Lan Tương lên lầu không lâu, thông báo cũng ảo ạt vào điện thoại của Tư Nhàn. Nhưng cô còn chưa kịp xem, Hạ Lan Tương đã từ lầu 2 đi xuống. Hạ Lan Tương đi không nhanh, lúc đi qua chỗ cua kẹo ở cầu thang còn cắm một cành hoa vào lọ hoa bên cạnh. Trở lại chỗ ngồi, ánh đèn thủy tinh treo chiếu xuống, sắc mặt Hạ Lan Tương trầm tĩnh, cái muỗng khuấy khuấy trong chén canh hỏi. Cháu không ăn nữa sao? Cháu ăn xong rồi, gì cứ ăn từ từ ạ. Tư Nhàn lấy khăn giấy lau miệng, giơ tay nhìn đồng hồ, bữa cơm hôm nay đến đây sợ là phải kết thúc công việc xảy ra chút chuyện tương đối gấp một lát minh dư phải chạy đến công ty hạ lan tương vừa nói nhờ gì la bưng lên một chén tổ yến nước dừa thật ngại quá nếu cháu không gấp uống một chút đi một lát gì bảo tài xế đưa cháu về nói xong tư nhàn đang muốn nói chuyện hai người trên lầu chậm rãi đi xuống biệt thự này tuy lớn lại không chống trải nhưng tiếng bước chân của Phó Minh Dư và Phó Bác Đình lại giống như đạp lên phòng trống rỗng. Phó Bác Đình nhìn lướt qua phòng ăn, thu lại ánh mắt nghiêm túc, cầm áo khoác. Bọn anh đến công ty một chuyến. Phó Minh Dư chưa nói cái gì, lập tức đi đến trước mặt tư nhàn, hơi hơi khom người nhỏ giọng. Anh đi trước, em nghỉ ngơi một lát, chút nữa mẹ anh bảo tài xế đưa em về. Nhưng ở trong phòng sách hơn 10 phút qua, nét mặt Phó Minh Dư đã không còn thông song như vừa rồi. Tư nhàn nhéo nháo lòng bàn tay anh, Phỏ Minh Dư đi rồi, tôi nhàn tự nhiên cũng không có tâm tư ở lại đây trò chuyện với Hạ Lan Tương. Rất nhanh, cô ngồi trên xe mà Hạ Lan Tương sắp xếp cho cô. Lúc mở lại điện thoại, lịch sử tin nhắn ở mỗi một group công việc đều là 99 cộng. Trên sau chưa quá nửa tiếng, lúc cô xem Weibo cái đề tài, hành khách thấy hàng quỷ xuống, đã ngồi lên top 3 bảng hot search. Càng không cần phải nói các ứng dụng cố vấn về hàng không dân dụng cũng đưa lên các tin tức này. Nếu là bình thường, độ thảo luận việc này không nhất định sẽ cao như vậy, nhưng vừa lúc gặp phải việc Nguyễn Tư Nhàn hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa hạ nhiệt, mà sau khi bài phỏng vấn hôm nay đăng lên, bởi vì fan đi chi hoài làm loạn, người vây xem trò không ít. Ở ngay lúc giao lại tin tức này, từ mấu chốt thế hàng vừa xuất hiện, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên. Để nỗi cụ thể đã xảy ra cái gì, tin tức trên mạng bất cần thật sự, mà trong group công việc đã có nói miêu tả lại toàn bộ quá trình. Nguyên nhân gây ra là một chuyến bay quốc tế của Thế Hàng. Từ Úc cất cánh bay đến Singapore, bay qua thành phố Giang kéo dài 6 giờ liền. Chuyến bay đến trễ vốn là chuyện bình thường, nhưng đau đầu nhất vẫn là chuyện hành khách. Với hãng hàng không mà nói, chỗ khó xử lý nhất ở việc đến trễ này là cảm xúc của khách hàng. Mà trong quá trình đến trễ lần này, bộ phận doanh nghiệp của Thế Hàng ở Singapore giải thích lý do chờ cho khách bên Úc mưa to làm cho máy bay đến trễ mà trên thực tế bên đó vẫn chưa mưa. Đợi sau khi trên máy bay đến Singapore, hành khách nhớ chuyện chờ đợi ở sân bay 6 giờ liền nên yêu cầu hãng hàng không xin lỗi, sau khi đó không có kết quả, từ chối đăng ký. Nhưng còn hành khách ở trên chuyến bay, đến đó không rõ tình hình ở bên ngoài, hơn nữa còn ở trên máy bay trên không chờ 2 tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo chuyến bay hôm nay hủy bỏ. Điều này hết thầy là chuyện xảy ra lúc giữa trưa, 4 tiếng sau, mấy hành khách chờ đợi đau khổ mới đặc biệt đi dò hỏi, mới biết được chuyến bay kia nửa giờ trước đã cắt cánh mà trên máy bay chỉ có hơn 100 hành khách. Để nỗi những hành khách ở lại sân bay, lúc ấy biết máy bay sắp cất cánh, vẫn cứ yêu cầu xin lỗi nhưng không có kết quả nên từ chối đăng ký. Những người khác lại không hề nhận được thông báo cất cánh. Nhận thêm việc đến trễ, cảm xúc tồn đọng trong nghe mắt bùng nổ. Những hành khách dừng lại ở sân bay xúc động phẫn nộ, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trong đó còn có một ông lão tức giận đến huyết áp lên cao, ngất xỉu ở sân bay còn có thai phụ bởi vì cảm xúc nôn nóng kỳ huyết không thuận xuất hiện dấu hiệu sinh thon người phụ trách vội vàng đến hiện trường cũng không thể xử lý tốt tình hình Hồi nữa lên tiếng có ý biện giải cho mình rõ ràng khiến cho mâu thuẫn càng căng cấp bởi vì có hành khách vội vã về thành phố giang tham gia hôn lễ của con gái nhưng đến trễ như vậy tất nhiên là bỏ lỡ cho nên dưới tình huống cấp bách quỳ xuống khảo khóc mà những người hành khách phẫn nộ bên kia đem tiền mặt mà hãng bồi thường ném vào người phụ trách những người khách, hành cách khác sôi nổi noi theo. Mà một màn như vậy đều bị những người khác ở sân bay nhìn thấy chụp lại, đăng lên trên mạng tạo ra một trận bình luận sôi nổi. Mà có rất nhiều người lập tức phát biểu bài viết có tính tranh luận, khơi màu cảm xúc, bình luận mãnh liệt của cư dân mạng. Hơn một giờ khiến cho thấy hàng rơi vào đầu sóng ngọn gió của dư luận. Nhìn thấy mấy thứ này, tư nhàn cuối cùng hiểu rõ Phó Bắc Đình tại sao lại tức giận như vậy. Năm nay các hãng hàng không khác sôi nổi khai thác thị trường ở nước ngoài, Tuy nhiên khi thị trường gần đến thời kỳ chín muồi, dịch vụ lại trở thành chìa khóa để chiếm lĩnh thị phần. Mà lần này bởi vì phi cơ đến trễ, kéo theo một loạt sự việc, cuối cùng làm cho hành khách đi vào bệnh viện, quỷ xuống, hoàn toàn là đang khiêu chiến giới hạn tiêu chuẩn cơ bản của việc phục vụ trong thị trường hải ngoại. Đối với hàng không mà nói, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân thời tiết hay là nguyên nhân khí lưu, cất cánh đến trễ vốn chính là khảo nghiệm quan trọng với phục vụ Hồi ngỡ lúc phát sinh việc đến trễ, nhân viên làm việc không kịp thời trấn an cảm xúc hành khách, gắng sức giải quyết chỗ không tiện của họ. Sau đó khi đương sự hoàn toàn mất khống chế, người phụ trách mới vội vàng chạy đến hiện trường, cũng không có thể giải quyết sự việc. Lần này sự kiện phát triển trước sau đã trực tiếp biểu lộ bên trong bộ phận doanh nghiệp của Thế Hàng ở Singapore. Đến nỗi muốn truy trách nhiệm, ở trong mắt Phó Bắc Đình, Phó Minh Dư đứng mũi chịu rào. Từ đầu năm ngoái, sau khi Phó Bắc Đình đem toàn quyền giao cho Phó Minh Dư xử lý, thoát được một phần áp lực lớn, toàn tâm toàn ý cho sự vụ tài chính của hàng không ở tổng bộ. Chuyện này ông sẽ không trách người khác, chỉ biết trách Phó Minh Dư giám sát bộ phận kinh doanh ở nước ngoài không tốt, ủy quyền quá nhiều mới đưa đến kết quả như vậy. Một lần sự cố phát sinh là một nghìn lần tai họa ngầm. Đối với hãng hàng không, phát sinh sự cố phục vụ như vậy đại biểu cho sau lưng có hơn một ngàn tai họa hoa ngầm xuất hiện không ai có thể chắc chắn trong đó sẽ không có tai họa ngầm về sự cố an toàn. Nếu thật sự chờ đến sự cố an toàn phát sinh, vậy ai sẽ gánh vác nổi trách nhiệm đây? Còn chưa đến nhà, Tư Nhàn đã nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè, từ đầu đến cuối đều hỏi về việc này. Tư Nhàn cũng chỉ biết được tin tức từ group công việc, đến nỗi hoàn chỉnh hay không, cô cũng không rõ ràng lắm, cho nên không thể nào nói kỹ. Hiện tại đầy tin tức liên quan, cô cao mày, không có cái nào có thể tưởng tượng hiện tại có bao nhiêu áp lực đang dồn lên trên người của Phó Minh Dư. Tài xế lái xe đến dưới lầu, tư nhàn xuống xe, cảm giác trên mặt lành lạnh. Cô ngẩng đầu vừa thấy, dưới ánh sáng của đường đường, có rất nhiều bông tuyết rất nhỏ đang bay khắp nơi không hề có quy tắc. Tuyết lại rơi vào bây giờ, tư nhàn thắt khăn quàng cổ lại, cúi đầu lên lầu. Đến bây giờ sự việc ở trên mạng lên men đã qua hơn một giờ, Tư nhàn thấy những đồng nghiệp trong các bộ phận khác nói họ hôm nay phải trở lại tăng ca. Hôm nay, Phó Bác Đình tự mình mở cuộc họp. Rất lâu rồi, ông cũng đã không quản chuyện của Thế Hàng. Hôm nay nhúng tay vào, hẳn là rất tức giận. Cho nên tư nhàn vốn muốn hỏi thăm Phó Minh Dương một chút. Như là nghĩ đến trạng thái hiện tại trong công ty, vẫn là bỏ đi. Anh hẳn là không có bất luận tâm tư gì đọc tin nhắn riêng. Về đến nhà thời gian còn sớm, tư nhàn ở trong phòng sách một chút. Nhưng một trang sách cũng không xem vào đầu, Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, rào rạt bay xuống. Trong nhà có vẻ đặc biệt an tĩnh. Tờ nhà ăn tắm rồi đi ra còn chưa đến 9 giờ. Cô dựa vào trên ban công, cách cửa sổ không xa, không ít đứa nhỏ chạy ra chơi tuyết, còn có mấy cô gái mang mũ đi ra chụp hình. Tuy rằng không bao nhiêu tuyết, nhưng bọn họ đều rất vui vẻ. Nhưng tư nhà lại rất phiền. Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được loại cảm giác vô lực như vậy. Không biết Phó Minh Dư bây giờ đang làm gì, tình hình trước mặt là như thế nào, mà cô cái gì cũng không làm được. Suy nghĩ một lát, cô gửi cho Phó Minh Dương một tin nhắn. Em ngủ đây, ngày mai phải đi đến chỗ y tế của tổ hàng không kiểm tra. Nếu cơ thể và tâm lý không có vấn đề gì, rất nhanh sẽ được bay lại. Như cô dự đoán, đến lúc cô nhắm mắt lại, đối phương vẫn không có hồi đáp. Nhưng tôi nhàn không hoàn toàn ngủ đi. Tuy rằng ý thức không quá rõ ràng, nhưng trong mơ mơ màng màng, có thể nghe được âm thanh tuyết rơi ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, trong lúc Tư Nhàn nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác trong phòng có động tĩnh rất nhỏ. Cô tưởng phòng khách không đóng cửa sổ, vì thế không quản. Đột nhiên một đôi môi lạnh băng bao phủ lên, tỉ mỉ tinh tế mà hôn cô, cậy miệng cô ra, chằn chọc xâm nhập. Đầu óc Tư Nhàn còn chưa có thanh tỉnh, một tiếng nhức nở bị nuốt vào, môi nháy mắt bị xâm chiếm. Cơ thể cô tỉnh táo như hơn đầu óc, mở mắt ra nháy mắt, còn chưa có thấy rõ người trước mắt, một cái tát cũng đã đánh qua. Bốp một tiếng vang vọng toàn bộ căn phòng vừa mới đánh một cái lòng bàn tay lạnh băng rất nhanh được bao phủ bởi cảm giác nóng rát cũng chính là ở ngay lúc ấy tôi nhàn dừng lại hồi lâu trong bóng tối chuyển đến giọng nói vô lực và cực kỳ bất đắc dĩ của anh em lại đánh anh trong phòng đen nhánh chỉ có cách bức màn ánh đèn nhợt nhạt thẩm thấu tiến vào phó bình dư cứ mơ hồ nhìn không rõ phản ứng lại là anh là bởi vì, vì nghe được mùi hương linh san quen thuộc trên người anh cùng với cảm xúc quen thuộc kia không phải. Tay tư nhàn cứng ở giữa không trung, lúc này logic còn rất rõ. Anh biến thái sao? Hơn nửa đêm lén vào phòng phụ nữ hôn trộm. Anh mà ở thời xưa là phải bị chồng lồng heo rồi đấy. Phó Minh Dư cười lạnh. Hôn trộm sao? Em là bạn gái anh, anh còn phải hôn trộm sao? Còn lén vào nữa chứ, cô có phải quên mất là bản thân cho anh biết mật khẩu hay không? Tư nhàn không có hạ tay xuống, thuận thế sở xóa cơ mặt anh một chút. Có đau hay không? Sức lực của em mạnh bao nhiêu em không biết sao Lúc thu tay lại Tư nhàn chạm vào bờ vai của anh Sờ được một chút thứ lạnh lạnh ẩm ẩm Là bông tuyết Cầu thuận tay phủi xuống cho anh Sao rồi Phỏ Minh Dư không nói chuyện Áp khí quanh thân lại rất trầm Phòng sáng mông lung Anh nhìn thẳng vào tư nhàn 3 giờ sau anh phải đi Singapore Tư nhàn đã sớm liệu đến chuyện này Phỏ Minh Dư chắc chắn muốn đích thân đi qua đó một chuyến Khi nào thì về anh không thể cho một đáp án xác định Bên này tổng giám đốc Hồ sẽ thay anh xử lý Anh sẽ tự mình đi Singapore Chỉnh đốn bộ phận doanh nghiệp bên đó Khi nào có thể kết thúc Phải đi qua xem xét tình hình cụ thể Mới có thể biết được Anh dừng lại một chút Sau đó còn có thể sẽ kiểm tra tình hình Các bộ phận doanh nghiệp khác ở nước ngoài Chắc là sẽ mất một hai tháng Tư nhàn ồ một tiếng cúi đầu Cũng không biết suy nghĩ điều gì Di động phó Minh Dư giao lên một chút Không cần nhìn cũng biết là Bách Dương gọi anh không nhận điện thoại mà là dịu dàng nói chờ anh về em còn có thể chạy sao chứ tờ nhàn nói thầm hợp đồng còn mấy năm đấy phó minh dư cười một cái còn có chút bất đắc dĩ lúc này cũng không nghe được cô nói câu dễ nghe đi ngủ sớm một chút nói xong phó minh dư đứng lên chuẩn bị đi đột nhiên cả vạt bị giữ lại kéo một cái về phía trước anh bị túm đến nửa quỳ ở trên giường tờ nhàn ngửa đầu hôn một cái vào môi anh chờ anh về đấy vốn chỉ muốn hôn nhẹ một cái càng hôn càng thêm ý vị kết quả phó minh dư dường như muốn hoàn thành nụ hôn vừa rồi bị cái tát cắt ngang nhân cơ hội giữ lấy gáy cô hôn thâm sâu mà kịch liệt hơi thở dần trở nên nặng nề tờ nhàn chậm rãi bị áp vào đầu giường từng tiếng nghẹn ngào trào lên miệng lại bị anh nuốt vào ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn nhưng cô lại không muốn nói ngừng tờ nhàn ôm lấy cổ anh lần lượt chủ động đáp lại như một lấy hết mấy tháng thiếu hụt trong tương lai, thực hiện luôn vậy. Sau nụ hôn nóng bỏng nhất định sẽ gây ra hỏa, lúc cảm giác được hơi thở của anh càng ngày càng nóng, Tư Nhàn bỗng nhiên quay đầu sang một bên, há miệng thở dốc. Và bây giờ lấy chóc mũi cọ cô, hô hấp nặng nề nhưng không lên tiếng. "Không phải tí nữa anh phải lên máy bay sao?" Tư Nhàn chậm rãi thả tay xuống, ngược lại ôm lấy eo của anh. "Còn hơn 2 giờ nữa, anh vẫn muốn làm gì đó ư?" Phạm Minh Dư nặng đề mà hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bình phục hô hấp. Không thể sao? Vốn dĩ anh không nghĩ làm gì, muốn đi rồi, là cô kéo cả vạt của anh, chiều ra lửa. Lúc nói chuyện, tư nhàn cảm giác được chăn trên người mình được nhấc lên. Mùi hương và nụ hôn thuộc về anh lần nữa chuyển tới. Tiếng ma sát quần áo và hơi thở mập mờ lưu chuyển trong phòng. Trong lúc tỉnh mê ý loạn, Tư nhàn mơ mơ hồ hồ nói một câu. Vừa xong có phải có người gọi điện thoại cho anh không? Phó Minh Dư hàm hồ ưm một tiếng. Bạch Dương, bây giờ cậu ấy đang ở sân bay. Tư Nhàn đột nhiên giữ tay anh, "Vậy đến lúc nữa không đến kỳ thì sao?" "Sẽ không đâu." Anh vừa động vừa nói, "Máy bay là của anh mà." "Vậy được thôi, thế giới của người có tiền không tồn tại chuyện đuổi máy bay." Tư Nhàn nhắm mắt cắn răng, cố gắng không để mình tràn ra âm thanh xấu hổ. Thế nhưng ngón tay Phó Minh Dư sờ môi dưới của cô, nửa dụ nửa dỗ để cô phát ra tiếng. Hồi lâu sau, lòng bàn tay tư nhàn ra mồ hôi, nắm chặt quần áo anh, mang theo chút nghẹn ngào từ cổ họng tràn ra. Vì thời gian hạn chế thì anh nhất định phải kiềm chế, nhưng hiện tượng sắp cách ra hai nơi để người khó mà tự kiềm chế được. Mặt trăng không biết đã lặng lẽ giấu vào tầng mây từ khi nào, anh trăng có thể xuyên vào ngày càng ít. Trong bóng tối, tư nhàn không cự tuyệt mỗi lần anh buông thả cản rỡ, nhưng trong khoảng thời gian dài, tư nhàn có chút không chịu được. Bình thường Phó Minh Dư đối với cô xem như cầu gì được nấy, nhưng vào lúc này cô nức nở từ bỏ, anh lại giống như không nghe thấy gì cả. Cho đến khi tư nhàn hứa hẹn, anh mới có ý dừng lại. Thật không? Giọng anh nhỏ và khàn đặc, mang hơi thở nóng rực và mập mờ. Cái gì cũng được sao? Anh lại ở bên tay cô nói vài yêu cầu. Tư nhàn nghe đến đỏ mặt, nhưng dưới tình thế này cô chỉ có thể cắn răng ở một tiếng. Cho đến sau khi kết thúc, tư nhàn dựa vào lòng ngực anh, mờ mờ hồ hồ nghĩ, lời nói trên giường của đàn ông không thể tin lời nói của phụ nữ cũng vậy vào lúc mà cô sắp ngủ rồi phó minh dư cũng chuẩn bị rời đi anh xuống giường cúi người giúp cô dịch chăn cúi đầu hôn lên trán của cô sau khi anh đi em từ từ dọn đồ lên trên tầng trên tư nhàn vô ý thức ẩm một tiếng mấy giây sau đột nhiên mở mắt vì sao phó minh dư ngồi ở mép giường làm quen một chút buông lòng cảnh giác nếu không sau này anh không biết sẽ phải nhận bao nhiêu cái tát từ bàn tay của em nữa Hồi lâu, tư nhàn dầu dĩ ở trong chăn nhỏ giọng hờ một tiếng. Muốn ở chung thì nói thẳng đi, còn nói uyển chuyển như vậy. Sau này em sẽ cố gắng không chế một chút, có thể động miệng thì sẽ không động thủ. Phỏ Minh Dư xỉ khẽ một tiếng nhau nhau cằm của cô. Cái miệng này của em, anh tình nguyện để em động thủ. Anh đứng dậy. Anh đi đây. Tư nhàn vẫn đưa lưng về phía anh như cũ, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu. Nhìn cánh cửa đóng chặt, khe khẽ thở dài, Tư nhàn vẫn luôn cảm thấy cô sẽ không nhớ Phó Minh Dư lắm đâu Đều là người đã lớn rồi mà Ai mà không phải rời xa ai Mà chỉ là tạm thời xa cách hai nơi mà thôi Cô không phải chia tay Có gì mà nhớ chứ Chỉ ít vào sáng sớm hôm sau Cô vẫn chưa có cảm giác gì Nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống Đến y tế của hàng không làm kiểm tra một chút Nhân tiện còn đi nhà ăn ăn cơm trưa Nhưng mà sau khi bê khay ngồi xuống Cô thế mà lại có cảm giác không mùi vị Cầm đũa dán mắt và thức ăn trong khay Hơi sững sờ trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện hình dáng của Phó Minh Dư. Loại cảm giác này với lúc đồng Nhàn mới đi không giống nhau. Lúc đó, Tư Nhàn đã có cảm giác được bà sẽ không quay lại nữa, vì vậy trong lòng luôn có cảm giác trầm trọng khó chịu. Mỗi ngày làm việc nhà đến hai ba lần, chính vì để không nghĩ đến vài chuyện kia, thỉnh thoảng còn trốn trong chăn khóc. Nhưng bây giờ cô biết Phó Minh Dư sẽ quay lại, cho rằng bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng vậy mà cứ như có móng vuốt mèo cào, trống vắng giống như không nhìn thấy người đó lại là cảm giác được trái tim thiếu gì đó. Cô thở dài một hơi, đổi tay khác chống cằm, dùng tay trái gầy gầy hành tây trong thức ăn. Xong rồi, cái người này thật sự đã hạ độc với cô rồi. Đột nhiên, có một người ngồi xuống trước mặt cô. Hết tập 15. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.